Shop Việt Trường Điều, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video YouTube của Shop Việt Trường Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ. Xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ sau đó ấn vào chuông. Là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất shop hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và video ngày hôm nay em hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn ba sản phẩm tiếp tục mới về tại Shop Việt Trường ngày thứ hai đầu tuần ngày mùng 7 tháng 3 năm 2022 Hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn. Đầu tiên, ở trên cùng là chiếc đầu CD Philips LHH500. Đây là một trong những model được đánh giá là huyền thoại nhạc vàng, rất phù hợp cho quý vị và các bạn chơi các thể loại nhạc vàng trữ tình Bolero thì em nó là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý cho quý vị và các bạn. Thứ hai là chiếc đầu CD Denon, Denon uh, phiên bản DCD1650RE. Đây hiện tại là phiên bản cao cấp nhất của dòng sản phẩm đờ nông 1650 CD uh, Nó là dòng sản phẩm cao cấp được tích hợp mạch giải mã uh, Advanced uh, AL32 Pro sinh Là mạch uh, tín hiệu 32 bit cao cấp của thương hiệu đờ nông Ngoài tính năng đọc đĩa chuyên nghiệp thì em nó còn có tính năng DA cao cấp cho quý vị và các bạn sử dụng Chiếc đầu CD Uh, hiện có mặt tại Việt Trường Audio thì đầy đủ phụ kiện là dây nguồn và điều khiển zin theo máy và dưới cùng là chiếc âm ly đến từ thương hiệu Lupan Nhật Bản đây là một chiếc âm ly uh, em xin giới thiệu tới quý vị và bạn tuyệt đều xuất sắc được tuyển chọn tại Việt Trường Audio ngoài ra nó có một mức giá vô cùng hợp lý chỉ 32,5 triệu đồng quý vị và các bạn sở hữu một chiếc đầu uh, xin lỗi một chiếc âm đi có đầy đủ tính năng uh, kết nối như là RCA và cả kết nối ba lăng. Ngoài ra chúng ta có hai cái vu đồng hồ lớn ở chính giữa cũng như hai cái tinh chỉnh input selector ở hai bên và volume control cho một cái thiết kế rất đẹp, rất hài hòa và mức giá chỉ nhỉnh hơn 30 triệu đồng. Anh em có một chiếc đầu có tích hợp cả điều khiển từ xa và dây nguồn theo máy để setup up cùng những cái sản phẩm như loa JBL, Tanoi hoặc BVK thì đây là một sự lựa chọn vô cùng sang giá ở cái phân khúc à, nhỉnh hơn 30 triệu đồng thì gần như lúc bạn L505S là một cái sản phẩm em xin khẳng định là không có đối thủ trong cái phân khúc đấy luôn về cả hình thức, về chất lượng thanh cũng như là độ hoàn thiện, độ bền của sản phẩm và ngày hôm nay em có sản phẩm rất là đẹp để giới thiệu tới quý vị và các bạn thì mọi nhu cầu mua sắm tư vấn phô ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio xin mời quý vị và các bạn vui lòng liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển Họ có thể trực tiếp qua shop em trải nghiệm tại địa chỉ của shop và em xin dừng video tại đây và ở mọi nhu cầu xin mời anh em tiếp tục đồng hành với shop bằng cách theo dõi những video tiếp theo em sẽ giới thiệu chi tiết về ba sản phẩm này hiện vừa mới về tại việt trường audio xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn